Đây là những cái lô thùng ong của buổi chiều ngày hôm nay, bên em đang chuẩn bị đóng để gửi tới tất cả những bác khách hàng đây ạ. Và lời đầu tiên thì cũng cho em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những bác khách hàng đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ bên cơ sở nuôi ong An Thịnh của bên em nhé. Và thùng lô thùng ngày hôm nay thì là thùng gỗ gạo. Thùng gỗ gạo thì nó rất là đẹp luôn. Và thùng bên em thì là luôn luôn là thùng dày 1,7-1,8 phân đây. Camera có thể đi lại cả đây một chút ạ. Thùng 1,7-1,8 phân nhé. Khi mà nhà em xẻ gỗ là xẻ 2 phân các bác ơi, xẻ 2 phân. Đó, sau đó thì ngâm xử lý mối mọt ở dưới ngâm xử lý mối mọt. Đó, 6 tháng ở dưới ao rồi. Đó, trong cái quá trình làm thì bào mòn rất là đẹp luôn. Đấy, rất là nhẵn nhụi như thế này. Thì nó sẽ còn 1/7 đến 1/8 nhá. Đó, đảm bảo với các bác là đã được ngâm xử lý mối mọt rồi. Thế nên là các bác yên tâm về cái vấn đề là làm không lo bị mọt nhé các bác nhé. Độ bền thì trên 35. Đó, lên đến tận 5 năm luôn. Nên là các bác cứ hết sức yên tâm. Đây gỗ thì là gỗ liền nhé, liền cả 5 mặt luôn đây, liền 5 mặt đấy. Đây em sẽ để ra đây cho bác nhìn được dễ hơn. Gỗ liền 5 mặt chỉ có duy nhất đáy là đáy ghép thôi ạ. Chỉ có duy nhất đáy là đáy ghép thôi. Đáy thì là luôn luôn là bắt buộc là phải ghép rồi. Thứ nhất là nó sẽ không bị cong vênh gỗ. Và thứ hai là nó sẽ đảm bảo cho cái thùng của bác nó luôn khô ráo, không bị thoáng, không bị ngấm nước, không bị đọng nước trong cái quá trình của các bác chăn ong mà nước chẳng may nó bị vãi ra đáy thùng nhá. Đó, có cửa ra vào đây các bác ơi. Có cửa ra vào đây. Đó, và có cả cửa sổ đây các bác ơi. Đây, cửa sổ này rất là tiện lợi đây. Cửa sổ này thì bình thường thì các bác cũng không cần phải mở. Chỉ có khi nào mà các bác phải chuyển ong, vận chuyển ong đi xa. Chỉ vận chuyển ong đi xa thì mới phải mở ra. Đó, rất là đẹp luôn rồi các bác. Thùng gỗ gạo thì nó có những ưu điểm. Mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm, và những mùa núm ẩm thì sẽ luôn luôn giữ cho thùng ong của bác nó được khô ráo đấy. Đó, giúp cho con ong nó phát triển tốt nhất. Và bên nhà em thì luôn luôn là cung cấp cho bác hai size, đó là size 26 và size 30. Size 26 thì giá là 201 trên một thùng và size 30 giá là 204 trên một thùng, và giá đó thì em đã bao ship về tận nhà rồi. Với cái thùng size 26 thì các bác có thể nuôi được từ tối đa là 5 cầu, và thùng size 30 thì sẽ nuôi được tối đa là 7 cầu cho em nhé. Đó, với những bác nào mà nuôi vào những cái thùng rộng ấy, thì con ong nó sẽ rất là thoải mái và không sẽ không lo bị chia đàn được, rất là yên tâm luôn rồi. Và hiện tại bên em thì đang cung cấp cho cả bác những cái mẫu cầu này đấy các bác nhé. Đây, cầu này là cầu thường đây ạ. Mẫu cầu này thì là cầu đã căng dây. Đầu đã căng dây thì là dây căng là dây inox nhá. Dây inox hoàn toàn dày 0,5 ly. Với cái dây inox này thì khi mà các bác dùng cái dây này thì nó sẽ không lo bị han nhá. Dùng rất là bền, rất là ok luôn. Với cái mẫu cầu mà đã căng dây như này thì nhà em gửi tới bác với cái mức giá là 10.000 trên một cầu nhá. 10.000 trên một cầu. Cầu thì được làm hoàn toàn từ gỗ keo và cũng được ngâm xử lý cái mối mọt rồi. Thế nên là các bác nhà mình, các anh nhà mình hết sức yên tâm với em. Đó. Và với cái mẫu cầu mà chưa căng dây thì giá của nó là 7.000 trên một cầu. Với mẫu chưa căng dây thì nó sẽ vẫn có rãnh sẵn này, có lỗ bắn ghim này, có cái lỗ để cho bác xỏ dây này, và có cả cái ghim này rồi các bác nhé. Đó, cái rãnh này nữa này các bác này. Đó, rất là ok luôn rồi. Cầu thì cực kỳ là dày dặn luôn nhé. Và với những cái mẫu cầu như này thì bên nhà em còn cung cấp cho bác cả cầu kế này. Cầu kế có cả hỗ trợ các bác căng dây. Cầu kế thì cầu thường cũng là 7.000, cầu căng dây sẵn rồi cũng là 10.000, và có cả cầu tạo khứa. Bên nhà em thì là một cơ sở luôn cung cấp cho bác tất cả những vật tư nuôi con ong mật, và cụ thể đó là nuôi con ong mật nội nhé. Tất cả những bác mà đang muốn tham khảo hoặc là đang cần muốn sắm cho mình những cái mẫu vật tư nuôi ong thì hãy gọi điện vào cái số điện thoại hotline em để trên góc màn hình. Số điện thoại đó của nhà em có Zalo. Bên nhà em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn cho bác một cách nhiệt tình nhất và lên đơn cho bác một cách nhanh chóng nhất nhé. Và video ngày hôm nay của em thì em xin được tạm dừng tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video ngày mai. Chào tất cả các bác ạ.